Ngày 90 chơi game Play Together sẽ như thế nào? Bắt đầu cùng anh Nhân nha. Ok, bây giờ mở tất cả các hộp quà ra. Ngày nào cũng vô nhận quà nát thở luôn hà. Ok, bây giờ mở hộp thư của các bạn nha. Hồ Thanh Phong, cảm ơn em. Trời ơi, rồi Hồ Thanh Phong like hết rồi. Toàn Guti sắp có kỳ lân pony. Kỳ lân pony là sao các bạn? Các bạn có thể chỉ cho anh biết kỳ lân pony lấy ở đâu không? Ok, bé mít anh ơi, con chó của em đặt tên cho nó anh Quang nhớ. Trời ơi, nó làm như người phương Tây đặt tên cái người là chó. Trời ơi. À, chào anh trai nha, chào Kỳ Tuấn Play. Em xin lỗi vì em mua phá sản rồi nên em không tặng quà cho anh được. Trời ơi, không cần tặng quà cho em gắng gây dựng lại cơ đồ nha em. Kỳ Tuấn Play ơi, cái gì mà phá sản này ghê vậy. Tên nít dài quá, anh học đọc không kịp. Ok, chào em nha, nhớ comment vào YouTube của anh mỗi ngày nha. Ok rồi. Trời ơi, bạn Fly nè. Lộn. Để anh đọc kỹ là coi đi, anh nhắn bạn Fly Lee Nipalay nè. Ai bắt bạn đóng tiền là bạn cẩn thận nha. Cần nhắc kỹ nha, nhớ hỏi người lớn nha em. Những cái gì mà liên quan tiền bạc nhớ hỏi người lớn, ý kiến người lớn trước, tại mình chưa có đủ suy nghĩ chín chắn nha. Rồi bạn Minh Quang Fly, rồi bạn I Am Huy, rồi chào em. Rồi bạn FVV Minh nè, chào em nha. Rồi bạn Portal, bạn Kai A, quá trời bạn dễ thương luôn ta. Trời là trời, hai em. Ok bạn Hồng nè, em Fano là mà chưa kết bạn với em hả? Hồng Cute Play, anh nhớ tên nick em rồi nha. Em comment vào suốt 90 clip vừa rồi đúng không? Bạn Go Play, em yêu anh Nhân, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn. Ok kết bạn đi em, 199 tuổi rồi hả? Ở trời kìa vậy. Em hay bình luận video của anh nè, cảm ơn nha. Chào bạn Hậu. Rồi bây giờ anh sẽ chọn được một bạn thường xuyên comment vào 90 clip vừa rồi để anh kết bạn nha. Để coi hôm nay anh sẽ chọn bạn nào. Mỗi ngày anh chỉ chọn được một bạn thôi, cho nên các em nhớ comment mỗi ngày để anh nhớ tên nick của em nha. Ok bạn Hồng Play, anh kết bạn với em rồi nè. Rồi bạn Như Thảo, tặng quà cho bạn Như Thảo nha. Mỗi ngày anh sẽ tặng quà cho những người bạn yêu dấu của anh, tặng em một món quà dễ thương nè. Tỉnh. Ok tặng thêm một bạn nữa nha. Rồi bạn Su Cúng Báo nè, bạn này thường xuyên comment vào 90 clip chơi Play Together của anh nè. Rồi em tặng anh nè, lộn, anh tặng em nè. Rồi bắt đầu gửi tặng quà cho em. Yeah, cũng như thường lệ sau khi kết bạn, bạn nào không tương tác không bình luận gì hết nha. Ok, rồi bây giờ anh sẽ vào tường của anh để coi có bạn nào gửi thư không. Hồ Thanh Phong nè. Rồi bạn bé mít em fan lâu rồi mà chưa có người yêu. Em thì có người yêu mất rồi. Trời ơi, quá đã luôn, có người yêu quá đã còn gì nữa. Bạn Manny, bạn Kim, bạn Minh Quang Fly, bạn Phương Nga, bạn gì nữa. Cái tính nhỏ xíu, chữ nhỏ xíu làm sao tôi đọc được trời. Ok, bạn Ánh Tím Baby ký em. Ồ, ký em là sao ta? Ký em tức là bây giờ anh sẽ vô tường của em phải không? Xong anh ký lên đầu của em, lòng anh ký vô cái tường của em phải không? Để anh ghi nha. Ký em nè. Vậy đúng không? Phải không ta? Vậy phải không ta? Không biết nữa, làm đại nha. Đúng thì nhớ comment chỉ cho anh với nha. Rồi ok anh trẻ, bây giờ fan club của anh 188 bạn rồi đó hả? Dữ vậy ta. Rồi đây là nhà của những bạn mới nè, dễ thương ghê chưa. Bây giờ anh sẽ vô cái phần trạng thái và anh đổi thành hạnh phúc happy nha. Hạnh phúc quá đi. Ok xong nhiệm vụ rồi ha, bây giờ sẽ làm đi chơi đây. Có bạn nào đi chơi chung với anh chơi Play Together không? Bắt đầu chạy nha. La. Có ba loại bánh mì xúc xích hả? Bây giờ mua bánh mì xúc xích ăn cho đỡ đói coi. Anh muốn mua bánh mì xúc xích không? Đúng rồi, mua bánh mì xúc xích nè, tương ớt nha, 15 tiền sao. Cảm ơn nha. Ok bye bye. Chị ơi, cái chú này cần gì ông ta? Chú tái chế gì nè? Ok lần tôi đào quá, đừng vứt rác nữa, lượm rác ở giùm tôi được không? Cảm ơn cậu rất nhiều nha. Ok để con nhặt rác giùm chú nha. Để coi mình sẽ nhặt rác cho chú này ở đâu đây. Rác mà khắp nơi trong Playza. Bây giờ mình sẽ chạy vòng vòng đúng không? Ở đâu mà có rác là mình lượm đúng không? Ok lượm rác nào, lượm đầu tiên. Ôi là cái này cái gì, cái trứng trời ơi, làm ấp la ăn nữa. Rồi rác đâu. Bây giờ có mệt mỏi nhất là đi tìm rác nè, rác phụ chú nè, nghe nói là dứt rác bừa bãi lắm đúng không? Bây giờ tôi sẽ đi lượm rác nha, có bạn nào đi chung với tôi lượm rác không nè? Rác quá trời các bạn ơi, đó, một cái lon nước nè, tiếp tục nè, bây giờ mình sẽ giữ gìn vệ sinh môi trường nha. Ý cái gì nè, cái lon thứ hai nè, lượm nè, tiếp tục được hai món nè, đây, ba món nè, ha. Xung quanh khu này khá là nhiều rác nha các bạn ơi, chúng ta nhớ giữ gìn vệ sinh môi trường chung, cho ta là bỏ rác đúng nơi quy định nha. Các bạn hứa với anh hôm bo. Yeah. Ok rác nữa nè, đây một món nữa nè. Ồ, 5 món trên 8 rồi, còn 3 món nữa thôi. Đây, thấy nè, đó 6 món nè, đó. Ở đây còn gì, rác phải không? Rác hay là còn gì, nó chạy dữ vậy? Ê, chạy nhanh dữ vậy. Thôi không phải có rác, ở đó không phải rác các bạn. Ồ, đi coi chạy vô đây lại coi còn có rác không. Mới bên đây nè, đây một món nè, đúng rồi 7 món nè. Còn một món duy nhất nữa thôi. Rác ơi, xuất hiện đi. À, thấy rồi bên phải nè. Thêm một món nữa là đủ 8 món. Ồ, hoàn thành nhiệm vụ nhặt rác giùm chú rồi. Chú ơi, con nhặt rác xong rồi nè chú ơi. Ôi, chú ơi, tái chế nè. Ồ, cảm ơn bạn nha.
tặng cho bạn 50 tiền sao nè. Ok chú, là tặng cho mình 50 tiền sao luôn, quá đã, cảm ơn chú nha. Ồ, bây giờ là anh được có 22.000 tiền sao rồi đó các bạn ơi. Bây giờ anh sẽ chạy ra bãi biển, mời các bạn cùng ra bãi biển với anh nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá gì ngoài bãi biển đây cũng chưa biết luôn. Yeah, nào, bây giờ sẽ lấy ra cái gì đây? À, nãy một cái bánh mì xúc xích chưa kịp ăn, ăn thôi. Mâm, mõm, 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 quá ngon luôn các bạn ơi. Yeah, ok, bây giờ lấy cái cần câu ra nha, chúng ta sẽ cùng câu cá với nhau. Ồ, nhưng mà trước khi câu cá thì anh sẽ kiểm tra là đồ đạc vật dụng của anh mấy ngày hôm qua coi. Bây giờ chưa biết là có bao nhiêu đồ nữa. Trời ơi, những cái đồ này mình sẽ nên làm gì các bạn? Quá trời đồ luôn rồi nè. À, nhiều lắm nè, các bạn thấy không? Ok, để anh bấm vô cái phần trang trí coi anh có đồ gì trong trang trí đẹp đẹp không ta. Ủa, cái này không phải. Bấm trang trí đâu ta? À, đây rồi, đúng rồi. Vô phần trang trí nè, các bạn biết anh sẽ làm gì không? Đó, đó. Ok, anh sẽ vô cái mũ nè. Đúng rồi, cái mũ này dễ thương hơn cái sừng quỷ ha. Anh sẽ không mang sừng quỷ nữa, anh sẽ mang mũ và mang ba lô. Quá đẹp trai luôn. Ô la la. Rồi bây giờ câu cá nha. Le le. Câu cá nào các bạn ơi. Ô, vui thiệt là vui luôn. Ú. Nào các bạn ơi, sẽ cùng câu cá với anh nha. Đầu tiên anh sẽ cho con cá ăn cái mồi này. Cái mồi này rất là đặc biệt nè. Mời các bạn biết đây là mồi gì không? Ồ, ăn đi cá ơi. Cá sơn ba gai. Không biết hôm nay anh sẽ còn cá bự không nữa ta. Rồi mong chờ câu cá bự quá đi. Các bạn đã ăn cơm chưa? Các bạn đã ăn cơm chưa? Ăn cơm với anh nha. Mời các bạn ăn cá luôn hả? Quá đã luôn, quá vui luôn. Sao biết mời các bạn ăn cá hay vậy ta? Trời ơi, bạn kia bắn câu được một con cá nhà tán bự chả bá lửa kìa, xuất sắc quá em ơi. Trời, nó câu liên tục luôn kìa. Trời, nó câu liên tục luôn kìa. Cá bự nữa kìa. Trời ơi, ghê vậy, câu được con rồng luôn hả? Quá dữ luôn. Trời, xuất sắc. Ok, xem câu được cá bự quá vậy, có thể chỉ cho anh được không hả? Tại sao vậy? Làm sao em có thể câu cá bự? Chẳng lẽ em dùng cái mồi này hả? Đúng không? Đùi gà nè. Hay quá đi. Cắn cầu. Trời ơi trời, nó có cá nhà xanh kìa, bự ghê chưa kìa. Trời ơi, cá mập, cá sấu, trời lưu hộp dưa luôn, xuất sắc em ơi. Quá đã luôn. Bây giờ mấy em khích lệ tinh thần của anh rồi, anh sẽ qua khu đảo nghỉ dưỡng để anh câu cá bự nha. Mời các bạn sẽ cùng đi câu với anh. Wow, chú ơi. Ủa, cái chú này sao không cho mình đi thuyền ta? Ủa, thuyền trưởng chắc nè. Sao khó vậy, không cho đi vậy? Thôi, mình qua chú này. Có vẻ như bạn hài lòng muốn đi qua khu nghỉ dưỡng đúng không? Đến chuyến bay KA35 đến khu nghỉ dưỡng nha. Cảm ơn chú nha. Bây giờ mình qua khu nghỉ dưỡng mình chơi nha. Mình ăn cá, mình bắt cá bị sáo. Bơi. Hai bơi với tôi không? Ai bơi đua không? Bơi đua không? Không, hãy hãy cái chân anh không? Hãy chân ngắn củi mà nó bơi ghê không? Bơi nhanh không? Mà các bạn hãy cùng bơi với anh. Vừa bơi vừa ăn cá. Bơi. Trời, cái gì mà thuyền ở đầu anh dưới trời. Thuyền nào bây giờ trời, quá trời thuyền, tôi bấm đại đi. Ok, đi ra bờ biển thôi em ơi. Câu cá B6 nha. La la. Yeah, tấn công. Quá trời luôn, trời thật là vui, thật là thú vị nha. Hôm nay anh tiếp tục, anh sẽ thử thách chính mình. Anh sẽ câu cá B6 bằng những mồi câu khổng lồ. Mời các em sẽ cùng ra khơi chung với anh nha. La la. Hôm nay nhiệm vụ là khá là nhiều rồi đó. Trời ơi, cái tay nó giang. Ok, chuột lan nước. Chúng ta sẽ cùng câu cá B6 nha. Bây giờ anh bật cái bản đồ ra. Từ lúc chơi đến giờ ngày 90 rồi, anh mới nhìn lại bản đồ của khu KA này nè. Đó, khu KA, ủa, khu đảo của mình đâu? Là này đúng không? Ủa, sao có chút xíu vậy? Đảo có chút xíu vậy thôi hả? Bây giờ anh mới nhìn được toàn cảnh thế giới KA là sao nha. Đây là cái quần đảo KA của chúng ta nè các bạn. Hình này giống hình trái đậu quá nè, hình quả đậu quá. Ok rồi, bây giờ đây là cái khu mình đang tiến đến nè, có nhiều chấm xanh lắm nè. Còn khu bên đây là không có ai đến câu hết. Khu bên đây là có nhiều nè. Ồ, còn bên đây là cái gì đây? Bản thông báo lối đi từ lưu hộp dưa người cư dân biển, từ người chơi, từ lưu hộp dưa vậy. Ok, đến nơi rồi hả? Bây giờ cảm ơn em nha, anh sẽ lấy cần câu lên câu cá B6 đây, lấy mọi câu luyện tập cá khổng lồ. Bắt đầu câu thôi, hành trình câu cá B6 bắt đầu.
ok, mời các bạn sẽ cùng câu cá B6 với anh nha. Hy vọng sẽ câu được con cá B6 các bạn ơi. Không biết chừng nào mới câu được. Các bạn chơi bao lâu các bạn mới câu được cá B6? Chứ anh chơi 90 ngày rồi anh chưa biết cách nào để mà câu cá B6 hết các bạn ơi. Ôi trời, cá kìa, bóng cá bự ghê chưa. Kéo lên. Ô, ai ăn cơm chưa kìa. Trời, bạn không dễ thương hỏi ai ăn cơm chưa. Anh chưa ăn luôn phô bơi. Ok. Ôi các bạn kia bắn bơi vòng vòng xuống biển gì em. Lạnh lắm em, lên bờ đi em. Câu cá nào, chúng ta sẽ cùng câu cá với nhau nha. Ok, chúc các em câu được cá B6 nha. Các bạn đông quá rồi, đông vui quá kìa trời. Trời, đông vui quá đi. Cá ơi, cắn câu đi cá ơi. Trời, mấy cá lì ghê á. Kéo cá. Trời ơi, các bạn yêu dấu ơi, các bạn ơi, các bạn chỉ cho anh cách câu B6 đi. Anh câu bằng mọi câu khổng lồ mà anh cứ hụt hoài là sao, anh không hiểu. Anh bấm, anh giữ, anh làm theo đủ cách rồi mà anh vẫn không bấm được, có thấy chưa. Trời ơi, anh giật lên sớm hay sao á. Lên thuyền đi em, sao ở dưới biển lạnh lắm em ơi. Khoe cái gì mà khoe quá trời, một nồi đứa khoe luôn vậy. Ủa, cái gì khoe dữ vậy? Kéo cá lên nào, tụm. Bạn được mời tham gia tiệc ai muốn cùng chơi game không mà. Ủa, ai mời tôi vậy trời. Ôi cá ơi, tôi đang câu cá B6, không có rảnh mà chơi game gì đâu. Ôi cá ơi, cắn câu đi con cá kia. Mày lì quá, mày cứ bơi vòng hoài, mày ỉ mày cá mập, mày cá voi, mày lì quá. Kéo lên, trời đất ơi, các bạn thấy chưa, nó cắn câu rồi mà anh vẫn hụt mà. Ok ơi, chưa nào mới câu được nữa. Trời ơi là trời. Yeah. Ôi ui, cá trời kỳ vậy, hết mồi rồi, hết cha nó mồi rồi đó. Cá B6, B7, B8, B9 chừng nào mình mới câu được đây trời. Hết mồi rồi bà con ơi. Trời. Bây giờ là dùng mọi câu bình thường để câu cá thôi các bạn ơi. Chịu rồi. Lỡ ra ngoài đây câu vài con cá chơi cho nó vui. Ok, cá ơi, cá à, cá ăn cứt gà, trời lộn lộn cá ăn thịt gà, cá nhảy lên nha. Kéo lên nào, tẩm. Biển sâu khu nghỉ dưỡng, đây là khu biển sâu đó hả. Hèn chi cá bự xuất hiện liên tục ha, ghê thiệt chứ. Câu cá nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeah. Trời ơi, bạn Phong bắn câu hộp kìa. Quá trời hay luôn, kéo lên. Con gì đây, con cá chuồng. Cá chuồng. Tiếp tục câu nha. Chúng ta sẽ cùng câu những con cá bự, chỉ là bự với nhau. Nhìn các bạn xung quanh câu cá bự mà thích ghê. Không biết chừng nào mới câu được một con cá bự đây. Anh muốn câu những con cá lớn hơn 50cm, không biết có được không nữa. Nhưng mà bằng mồi câu này thì làm sao được đây. Đây là chỉ là mồi câu cá đùi gà sốt hải sản thôi mà. Cá chuồng, trời. Cá chuồng là cá gì vậy trời? Cá chuồng cá gì vậy trời? Ok em, ngủ em. Cá ơi, cắn câu đi cá. Cá quỷ. Trời, miếng cá này lì ghê các bạn. Lì lắm luôn đó các bạn. Ăn kẹo bông đi anh, mà kẹo bông lấy đâu. Ai biết đâu, trời, câu cá hề đỏ. Trời ơi, miếng cá nhỏ xíu à. Mời các bạn cùng ăn cá hề đỏ nè. Nào mới câu được cá bự ra. Trời ơi, tô bún bò ngon nha. Trời ơi, sao biết ăn bún bò rồi. Mời các bạn cùng ăn bún bò với anh nha. Hụt nữa rồi. Hụt hoài luôn. Trời ơi, bóng cá nó bự ghê chưa. Ăn uống no say rồi đó. Câu cá lên thôi. Hên quá các bạn kia mà không lấy thuyền mà che anh. Anh sợ nhất là bị che thuyền trong màn hình á. Rồi cá quân, trời ơi, cái con tôi cần là có cá bự hơn. Câu cá bự hơn đi, nhanh lên. Hai em đã ăn cơm gì chưa? Wow. Hôm nay là lễ nè, các bạn có đi chơi lễ ở đâu không? Các bạn có thể comment cho anh biết được không? Lễ này các bạn sẽ đi đâu chơi? Các bạn có thể cho anh chơi chung được không? Chơi với anh chưa anh ơi hả? Ok.
câu đựng cá chẹp 50cm luôn, quá đã. Wow, hoàn thành nhiệm vụ. La 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 la. Thôi bây giờ vô tiệc trò chơi chơi đi cho đã, chơi cho nó vui các bạn ha. Vô tiệc trò chơi thôi. Vô tiệc thôi nào, ai bấm tôi vô tiệc chùm cái đi. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Vô tiệc trò chơi bà con cô bác ơi. Bây giờ bấm cái về bờ liền luôn ta. Đúng là chỉ trong game ha. Trong game mới về bờ được thôi, chứ ngoài đường là bay lên nóc nhà rồi. Ok, bây giờ vô play together chơi bữa tiệc trò chơi xin phép được bắt đầu. Ok, round 1, đua tôm tốc độ sa mạc. Yeah, trò này thì anh sẽ tự tin là anh sẽ chiến thắng. Mặc dù không có tự tin vậy nhất thôi, các bạn khác chạy nhanh quá anh chạy không kịp. Anh chỉ tự tin là anh có thể về đích trong top thôi. Nhảy nào, tẩm bổ, ủn, gồ hết ga luôn nha. Yeah, không cần thắng luôn. Thắng cũng không được nữa, game đã lập trình đây rồi. Nhảy lên quá đã luôn. Yeah, cái khúc này khó nhất nè, các bạn phải đi quẹo nè. Đúng rồi, quẹo phải nè, rồi nhảy nha, đến gần mép mép hãy nhảy, đừng có chạy sớm nha. Đúng rồi, quá nhanh luôn các bạn ơi. Yeah, nhảy, trời ơi, nhảy muộn rồi, bấm chậm rồi, nhảy à, nhảy về tuẩn nó về đích luôn rồi, quá đã. Hạng thứ mấy đây, hạng thứ 9 đấy chưa, anh tự tin là anh có thể về đích được mà. Thật là tuyệt vời các bạn ơi. Ok, thắng được một màn rồi. Rồi bây giờ coi. Vui ta, quá đông luôn, 24 người đã thành công, may thật luôn, giá, vú giá giá. Đua vượt chướng ngại vật rồi, mấy cái vượt chướng ngại vật này anh nhảy tệ lắm. Rồi thôi, chơi thôi, vô game rồi bắt buộc phải chơi thôi, không có lựa chọn trò chơi được. Chuẩn bị nha, nhảy nè. Ê, trời, thấy chưa, vừa mới vô là thấy lọt cầu ma, lọt mương rồi. Ê, nhảy nào. Nhảy nào, trời ơi, nhảy hụt lại nào. Một nào, hai nào. Thì cái thanh vàng này nó lên xuống hả ta? À, thanh đỏ này, thanh tím này nó cũng vậy nè. Nhảy nào, bây giờ đi từ cái màn hình. Rồi, chỉnh cái màn hình lại rồi, đúng rồi. Đi đây, đúng rồi. Quẹo qua đây, quẹo qua trái bà nội. Trái. Ok, đi từ thôi, té, từ. Từ, trời ơi, nó bự con quá, nó đi cũng khó nữa. Trời ơi, mấy bạn kia đừng đẩy anh xuống mấy bạn ơi. Trời ơi, mấy bạn cứ nhảy trước đi trước hết đi, để anh đi cuối cũng được. Nhưng mà anh không muốn té đâu á. Từ, thấy người ta bay trước không? Anh còn đi cà nhích nè, đúng rồi. Những cái vòng xoay may mắn này sẽ đưa ta về đích thôi. Tẩm mỏ, đi từ, nhìn xa, nhìn kỹ, hãy nhảy, đúng rồi. Kịch, những bánh răng rất là lợi hại. Nhảy qua cái bánh răng bên đây, nhảy lên, đúng rồi, hay quá đi các bạn ơi, chạy nào. Ê, trời ơi, sao nó lên cao quá vậy đó, trời, hên quá rồi. Ê, trời ơi, té, trời, cái gì kỳ vậy, đi từ, nhảy qua đây, đúng rồi, chạy về, nhảy ra. Trời ơi, hay quá, lại chiến thắng được cái mạng khó này rồi các bạn ơi. Ba lòng dạo ẩm nhẫn 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 nha, thì là thú vị đó nha. Ok, thắng được hai mạng rồi. Yeah, thật là thú vị. Vòng này tôi sẽ thắng, đúng rồi, bạn thắng rồi đó. Để coi mạng thứ ba. Trời ơi, đua tốc độ vũ trụ vượt qua những con đường bị hỏng vậy đích nè. Trời ơi, cái mạng đua tốc độ vũ trụ này là một trong những mạng anh đánh giá là khó nhất trong game đó các bạn. Khó quá đi, sao anh chưa có giải đích được lần nào trong cái trò này hết trơn á. Ấy da, sao cứ đưa mạng 3 là mạng khó cho tôi vậy. Đó, thấy chưa, tại vì ở ngoài vũ trụ cho nên nó không có bị trọng lực, cho nên nhảy lên nó nhảy mút chỉ cả là tha luôn. Nó nhảy rất là cao và nó đáp xuống nó chất quất à, không có đúng như mục đích của mình. Đó, thấy chưa nè, đó, thấy chưa, nhảy rất là nhanh luôn, chóng mặt thấy chưa. Ê, đó, thấy chưa, trời ơi, nhảy sớm một chút cũng trễ mà muộn một chút cũng thua luôn. Á, đúng rồi, từ, nhảy, đúng rồi, từ, nhảy, đúng rồi, từ, lại 1, 2, 3 nhảy nè, yeah. Ta, trời ơi là trời, sao rớt xuống không gian hoài vậy bà nội. Ta, nhảy nào, ta, trời theo luôn rồi, trời ơi, trời, các bạn phòng bạn bơi vòng ngoài vũ trụ luôn kìa, trời ơi là trời. Ok, hay quá đi, cuối cùng cũng chơi thắng được có hai trò hả? Đúng rồi,
Thoát ra ngoài thôi. Mời các bạn sẽ cùng ra ngoài với anh nha. Để cho anh chi. Chủ yếu ra ngoài để cho cái con lon ton, con khủng long của anh nó ăn. Bởi vì một ngày vừa rồi nó đói bụng, nó chưa được ăn cái gì hết các bạn ơi. Ok. Rồi sống sót qua ba màn được tặng thưởng nè. Lon ton ơi, cơm con. Cơm nè. Này cơm vậy đây. Ăn cơm đồ ăn thú cưng nè. Ăn đi. Mâm ăn nè con. Mâm hả miệng ra ăn này. Đúng rồi. Lên xe đi đâu rồi ta? Ủa trời, ta bấm cái lên xe thiệt luôn. Ok, lên xe đi đâu đây? Ai gọi vậy? Ủa ai gọi vậy trời? Tự nhiên đang lên xe mà ai gọi tôi vậy trời? Notele thích câu cá B6 và bắt ếch hiếm. Ủa bắt ếch hiếm ở đâu vậy em? Ủa anh muốn bắt ếch hiếm, đi ra ngoài bắt ếch hiếm đi em. Bắt ếch hiếm nha. Ok, bắt ếch hiếm nào. Ủa ếch hiếm là ở đâu, ai mà biết đâu hiếm. Ok, đúng là hiếm mà khó tìm thiệt chứ. À, la, đi ra ngoài được rồi. Ha ha. Tìm cái ghế ngồi nghỉ mệt cái coi. Đến giờ đi học rồi các bạn ơi. Ôi, nhậu nào. Trời, các bạn thiệt là thú vị, thật là mát mẻ nha. Vô. Không xỉn không về nha các bạn ơi. Ơi, quá đã luôn. Thật là thú vị. Ok, cảm ơn các em đã xem clip 90 chơi Play Together của anh Nhân nha. Nhớ cho Nhân một like, một subscribe, bình luận bên dưới, anh sẽ trả lời tất cả các comment của các em nha. I love you.